thì mình sẽ hướng dẫn mọi người bắt bông hoa cúc họa mi nhá. Ở đây thì mình sẽ sử dụng đuôi chữ C này. Còn về kem thì bắt hoa cúc mọi người nên đánh kem mềm một chút nhá, thì mình bắt nó sẽ đẹp hơn. Mình sẽ làm phần đế trước đấy. Mọi người sử dụng đuôi thì mình sẽ ngửa đuôi lên nhá. Mọi người đặt vào giữa tâm rù xoay này. Mọi người bơm nhẹ vào xoay rù nhá. Mình làm cái đế thì nó sẽ nhỏ và nó sẽ cao lên khoảng 5-6 lớp. Sau khi làm xong phần đế thì mọi người sẽ đi lên phần cánh. Bông cúc họa mi thì nó sẽ có hai lớp cánh nhá. Mình sẽ đi lớp đầu tiên. Mọi người đi cánh thì mình sẽ bơm nhẹ, sau đấy kéo lên phía trên. Cánh tiếp theo thì nó sẽ nối liền cánh mình vừa đi nhé. Mọi người sẽ đi theo hình tròn này. Sau lớp cánh đầu tiên thì sẽ sang lớp cánh thứ hai nhé. Lớp thứ hai thì nó sẽ dài hơn lớp đầu tiên một chút. Mọi người cũng bơm nhẹ. Khi mà kéo lên thì mọi người dừng bơm nhé. Sẽ sử dụng một chút kem màu xanh, mình đi phần nụ vào nhé. Mọi người sẽ bơm cho, sau đấy là sẽ đến phần nụ vàng thì sẽ có cái nụ nhỏ xung quanh. Mọi người bơm nhẹ. We'll be right back.